Hi, xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại là mình đang ở Cổ Thạch các bạn. Và hôm nay thì tụi mình được nghỉ chân ở trong chùa Pháp Bủ. Vì một cơ duyên mà mình quen được thầy, một thầy đang tu ở trong chùa Pháp Bủ này. Và có một điều đặc biệt đó là thầy cũng giống như mình á, là có một cái sở thích đó là nuôi cá bể màu. Một lát nữa thì mình sẽ có dịp đến nhà thầy để tham quan gốc đam mê Gobi của thầy. Ok, thì mời mọi người đi với mình cùng tham quan và học hỏi kinh nghiệm nuôi cá bể màu luôn nhé. Hiện tại là mình đang đợi thầy luyện tu xong. Sau đó thì mình với thầy sẽ tham quan gốc nuôi cá bể màu của thầy nhé. Thầy tu được bao lâu rồi thầy? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Tu tính ra là lúc 28 tuổi. Dạ. Rồi 41 tuổi. 41 mà giờ tưởng ba mấy không? Tới nhà. À, tới nhà bên đây. Dạ. À, và đây là gốc đam mê của thầy nè các bạn. Mình đi qua bên đây coi trước đi. Cái này là 2 tháng mấy rồi nè. 2 tháng mấy vậy là bự lắm thầy. À, 2 tháng mấy 3 tháng rồi đó. Cái này là nó này là nuôi đúng là cái nó này không là chết con nào luôn, 100 à. Con 100% luôn, không chết con nào luôn á. Cái này là hình như Dumbo màu sắc đó thầy. À, Dumbo màu sắc á. Ủa trống không mà dớt mái ở đội. Dạ. Yeah. Nó để nhiều quá. Đừng cho thương để. Này, còn bên đây là gồng đỏ, gồng xanh luôn. Bỏ lộn xộn vô luôn, mình dớt trống ra đây nè. Yeah. Con này mà có trống dớt qua đây. Dạ. Yeah. Nè, nè Dumbo màu sắc cho con nó nè, lứa con ấy tức yeah. Là có cái con này nè, cái con cha là chết rồi, mà già quá nó chết rồi. Đây nè, lứa đầu tiên nè. Dạ. Yeah. Còn lứa này lứa thứ hai nè. Hai tháng 3 tháng mà sao vậy là to lắm mà. Đó. Đầu cái lứa này là lứa đầu tiên, con này là đầu tiên là cũng cỡ 3 tháng mấy. Dạ. Yeah. Còn lứa này lứa 3 tháng nè, gần 3 tháng nè. Mà cái được cái con Dumbo màu sắc này nó lại có lai cái gì này bự ghê nè. Dạ. Cái gì đó hắc môn. Gì quá trời, cái gì trên quá trời. Bê đê hết. Ừ thấy không? Dạ. Có trời đẹp nha. Full mình đẹp quá. Đó, là có hai con đó, lựa lại hai con đó còn như tụi đem ra ngoài kia hết. Cái này cũng vậy nè, ngày mai là đem qua nó hết, đưa lại con nào được dẹp. Ở gần đây chắc ít người chơi cái môn này. Ít lắm. Yeah. Không có này mái Dumbo màu sắc nè. Cũng có mấy người hỏi mà ở Liên Hương mà em không có giao được. Mà giả tỷ như người ta thích thầy có xe lại không thầy? Nói chung mày không à. Dạ. Chứ để bên đó là thà bên đó lãnh bán đi. Dạ. Yeah. Để mình kia trong bên này xe nó không có bao nhiêu tiền. Dạ. Yeah. Mà nó cũng đáng gì người ta đồn chết. Dạ. Yeah. Còn cái này là cá kiếm. Hồng kiếm nó nuôi khí đại gì à? Không sắc sắc lắm. Mấy con đó mạnh lắm, khỏe lắm. Đẹp lắm á. Cái này đặc nghẹt luôn. Đây nè các bạn, đặc nghẹt luôn nè. Quá trời nhiều. Hồ này chắc là mấy trăm con luôn á. Cá lộn xộn á. Cá lộn xộn. Con bỏ vô thí đó. Dạng lắm. Dạng tay lắm ha. Ừ. Cái làn nước này cũng tốt quá chứ. Thì đó. Bây giờ có sình đó, dưới cái khúc sình ở dưới chính giữa nên cây nó đang mọc á, bữa nay chuyển lại đây sình không nè, khúc này sình luôn nè. Đá này chắc là lấy Cô Thạch đi. Không. Đá két á. Dạ. Đá két người ta xây á. Dạ. Người ta lược ra nè. Mình hốt nè. Có chịu mấy mà không bán nó để thì cho nó đẹp. Ú như nè. Cái ghế nó đẹp quá. Ừ. Cái gì đẹp.
Thì gì nè, thì nó ta thiết thấy cái cảnh này. Nó bu để ta cưa cho nó. Đâu dạ. Nó bứng góc luôn bà, nó bứng góc đi luôn. Con này con cũng lộn xộn luôn hả thầy? Không, cái đó là con của Tiger á. À. Nhiều quá. Nên rớt ra vậy á. Cái súng này có bông không ta? Có chứ. Mà đợi mình làm nhỏ như gì chắc nó phải lớn nó mới phát triển chứ còn là nhỏ nó phát triển đâu. Dạ. Còn cái này tự nhiên nó quậy đông con máy bự nó quậy sao nước đục ngầu à. Dạ. Chắc là nó lặn đá nhiều á. Ừ, nó quậy gì mà nước đục ngầu thay ba lần nước rồi á. Mấy con máy này mà thầy bỏ cái hũ nhỏ đẻ. Thôi kệ nó. Đẻ trong đây nó ăn con không ta? Đó, nó mới đẻ con mớ rồi đó. Dạ. Mà nước đục gì nó không ăn không? Không thấy đường ăn ha. Không không. Dạ. Đẻ con mớ trong đó rồi đó. Đẹp. Dạ. Đây cái này chắc bị nắng nè. Nắng sáng á. Dạ nắng sáng. Cái nắng chiều không có. Dạ. Nắng sáng kệ nó đóng răng bên này đấy đại tại hồ này hồ là cá bệnh mà. Dạ. Đó, mà bỏ vô tự nhiên nó thấy khỉ mạnh vậy nè. Đó, nó khỉ rồi. Thấy thầy có thêm mấy cái dòng như full gold, full get nữa là chắc đẹp lắm. Cái dòng đỏ này con TV nó tả tại bơi nó lên tại bên xanh. Hai màu. À tại bên xanh với bên tím gì nữa. Dạ. Ở đây thầy cho ăn Atimi không luôn. Atimi với cám thái à? Cám thái. Ừ, mình xịt chừng hai xịt, vậy xong bắt đầu già dở già, nó ăn xong già và hụt cám thái. Dạ. Cũng kia cũng vậy. Xịt già xịt chứ cho nó ăn chứ mình khoa đó cái thằng kia ăn không chịu nổi. Em xịt nó xịt hai xịt chứ dùm cho nó ăn cám thái. Còn mang mặt bên này mình cho ăn cám thái không à? Dạ. Xịt gì vậy? Cái cây môn đó bông đẹp quá. Ừ, cái cây đó. Dạ. Nên nó về cái cây này là nhưng mà ở nhà em cũng có mà nó màu trắng. Cái bông màu trắng nó có hai loại. Thì đó loại đỏ, loại trắng sao á? Tối trọng. Mình mở đèn nữa ha thầy. Không, hồi đó đầu tiên nó làm là sợ nó cái này làm lập. Dạ. Lập mà bây giờ dẹp luôn. Dạ. Lập để luôn. Cho nó thủy sinh luôn. Để thủy sinh luôn. Đó, hồi đầu tiên làm lọc thì bây giờ dẹp luôn. Dạ. Khỏi thủy sinh thì gì luôn. Đó. Khỏi thủy sinh cũng tốt mà tại ở đây rộng rồi. Ở đây rộng mà cái khu... Quên khỏi oxy cho nó lộn. Dạ, khỏi oxy. Mà cái này mình đâu có mua nữa đâu. Dạ. Còn lấy cái này đổi rồi nó đưa cho hai ba hộp về. Dạ. À, mình lấy cá đổi thức ăn. À. Dạ. Chứ bây giờ mình nuôi nhiều quá đâu có nuôi hết. Dạ. Mà không mình không có bán tìm da vậy. Dạ. Nên cái thằng da là thằng đó nó khoái ghê. Nó bán cứ bây giờ có 5.000 cặp, 10.000 cặp nó cũng là 60 cặp lận. Dạ. Ờ vậy là ở gần đây có tiệm bán cá. Có, thì ra cái chỗ mà trò chơi nãy á. Dạ. Nó bán cái đó luôn á. Dạ. Dạ đưa cho nó à. Đây là hai hũ mà hai hũ kia đổ đường hũ này mình ăn còn vô đây thế à. Wow, hồ rồng đẹp quá. Ở đây thì mình thấy thầy chuyên về các dòng rồng. Nuôi khá là bình ổn luôn. Cái bệnh thấy con nào mà hư là vớt ra. Nó sắp lại quá cho nó đẹp. Cái hồ này chắc hơn 50 con. Hả? Cái này size này lớn chừng. Lớn rồi. Mới sáng dớt mấy bà nhỏ này vô là nó vô đây. Dạ. Mai mốt lại dớt qua cho nó trụng nước dạ. Dớt qua đây. Nước mắm sáng mà. Dạ. Nước mắm vô mà cái hồ này là gọi là lấy nước cũ của nó. Dạ. Tới giờ xong bắt đầu mơ sắp lại là bông cây rồi lại. Dạ. Nên nước cũ của nó mới mạnh khỏe. Dạ. Nó đổ vô lại thì nó còn hơn nước đục cái sình nó giá. À, mấy con này phun mịn chưa? Mấy con này là bị nhiễm nè. Bị nhiễm ra đất này. Thì đây nè, đây thì dạng đây dòng xanh với dòng đỏ mà giờ tự nhiên nó nhiễm nó còn màu đen thù lùi luôn á. Dạ. Mấy con đen này phải nuôi riêng ra không sao này nó nhiễm.
không mình không có cho nó dập mái. À không cho dập mái. Đâu có cho đâu, tức là nuôi trống viên trống tới giờ mình vớt mình đi mình bỏ cho nó bán gì nó bán, còn mình chỉ lấy hũ hai hũ cơ cám về cho nó ăn thôi. Dạ. Yeah. Còn cái nào mà mình để chắc á, đó, đó như mấy con này nè. Lưỡi. Cá chuột hay gì thầy? Dạ cá chuột hả? Dạ. Nhìn nó cũng mắc cười quá ha, nó ăn gông hay gì thầy? Dạ. Thầy có tâm sự với mình là ở đây thầy nuôi theo đam mê và thầy cũng đôi khi cũng có tặng nếu thuận duyên. Và hiện tại thì thầy nuôi sinh sản khá là nhiều, cho nên thầy đem ra tiệm cá cảnh và cho họ bán để đổi lấy thức ăn. Chứ thầy không có bán các bạn. Ok, thì mình cũng xin kết thúc quá trình tham quan tại đây. Và nếu bạn nào muốn giao lưu thì cứ inbox cho mình. Và xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video kỳ sau nhé.